Hello, welcome back to my channel StatsGrego. Ok, vào từ cái đầu tiên. TV here, equip 3A. Xuống ở dưới luôn rồi, ảo thật sự luôn. Ok, vào tới cái tiếp theo. Rani chapter 2, let's go. Thank you.
run away, child. Thank you.
believe he found me. Các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Hello? Và tìm kiếm Can anybody đây. Help me? Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hey, video. Let's go. Rồi mà nó lại tự quay lại nhìn mình luôn. Đó là buồn cười.
Chết rồi, không có đường chạy luôn. Mà ông này khá là nhanh nhẹn. Không biết ông ta có phát hiện ra mình không. Oh my god. Có thể ông ta sẽ không vào được bên trong. Đây rồi, chuôn. Ok. Đóng cửa nào. Có thể ông ta sẽ bị lag luôn các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm, kiếm những món đồ, tìm cách để bẻ khóa trong tầng này. Ở ngôi nhà này là một ngôi nhà cũng khá là, rất nhiều tựa game đã dùng những ngôi nhà như thế này. Đây, đầu tiên mình thấy cánh cửa này thông thoáng đây. Cái này thông thoáng ra đâu đây? Nó như kiểu là một con đường hầm. Wow. Nhà bếp này. Và không mở được cái gì trong này cả. Tiếp tục các bạn sẽ đi tìm kiếm, tìm kiếm những cánh cửa tiếp theo. Xem có gì ở trong đó không. Cánh cửa này thì bị khóa rồi. Và đây là cánh cửa của đường hầm cũng đang bị khóa. Các bạn sẽ phải tìm chìa khóa để mở những cánh cửa đó ra. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. It Horokla. Let's go.
OK. Bỏ từ cái tiếp theo. How is Slender nhá? Thank you.
Yes.